Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Đánh bom đẫm máu tại nhà thờ Hồi giáo Pakistan, hơn 50 người thiệt mạng. Có nhất 54 người thiệt mạng trong hai vụ nổ tại các nhà thờ Hồi giáo tỉnh Balochistan và Khyber -ba Pakhtunkhwa của Pakistan ngày 29 tháng 9. Vụ nổ đầu tiên xảy ra gần nhà thờ Hồi giáo tại huyện Mastung, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khi nhiều người đang dự lễ kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Mohammed Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát và giới chức y tế Pakistan thông báo số nạn nhân đã lên tới 56 và có thể còn tăng. Ông Zubair Jamali, một lãnh đạo của tỉnh Balochistan, nói rằng trong số 80 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện ở thị trấn Mastung gần đó, có hàng chục người trong tình trạng nguy kịch. Bộ Nội vụ Pakistan khẳng định các phần tử khủng bố thực hiện vụ tấn công này. Kẻ đánh bom đã tự kích nổ gần xe của phó giám đốc cảnh sát, phó tổng thanh tra cảnh sát Munia Ahmed cho biết terrorist Taliban Pakistan, một nhóm bảo trợ của nhiều nhóm hồi giáo Sunni, theo đường lối cứng rắn phủ nhận đứng sau vụ việc này. Cùng ngày ít nhất hai người cũng thiệt mạng trong vụ nổ tại đền thờ hồi giáo ở huyện Hangu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan. Theo tổ chức phi chính phủ Ehi, một quả bom đã phát nổ bên trong đền thờ hồi giáo nơi có khoảng 30 đến 40 người đang cầu nguyện. Đền thờ đã bị sập sau vụ nổ và nhà chức trách đang giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hải quân hoa kỳ cáo buộc các tàu thuộc về hải quân vệ binh cách mạng hồi giáo của iran đã liên tục chiếu laser và trực thăng tấn công ah1g viper của thủy quân lục chiến hoa kỳ đang thực hiện bay thường lệ ở trong không phận quốc tế ở vùng vịnh đây không phải là hành động của lực lượng chuyên nghiệp hành vi không an toàn thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm này của hải quân iran đe dọa đến tính mạng của công dân hoa kỳ và quốc gia đối tác iran cần phải chấm dứt ngay lập tức Ông Rick Janister, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ cho biết, không có người nào bị thương và trực thăng cũng không bị hư hại. Ông nói thêm rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ vẫn cảnh giác và hoạt động ở vùng biển, vùng trời hay là bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, đồng thời thúc đẩy an ninh hàng hải của khu vực. Chiếc AH-1Z Viper thuộc về đơn vị ở trên tàu tấn công đổ bộ USS Batan. Tàu này được điều động đến khu vực Trung Đông, trong nỗ lực của Hoa Kỳ để nhằm ngăn chặn việc Iran bắt tàu chở dầu thương mại. Đây là lần thứ hai trong vòng 6 năm qua, Iran bị cáo buộc là chiếu laser vào trực thăng của tàu USS Batan. Hoa Kỳ cho biết Iran đã quấy rối hoặc là bắt khoảng 20 tàu hàng nước ngoài trong vòng 2 năm qua ở trên vùng vịnh. Gọi đây là hành vi đe dọa nghiêm trọng đến an ninh hàng hải của khu vực và kinh tế toàn cầu. Quân đội Úc loại biên sớm trực thăng Taipan sau tai nạn chết người Hãng Reuters ngày 29 tháng 9 đưa tin Úc sẽ cho phi đội trực thăng Taiwan nghỉ hưu sớm hơn dự kiến sau vụ tai nạn ngoài khơi bờ biển phía đông hồi tháng 7 trong cuộc tập trận chung với Mỹ, khiến 4 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marne cho biết phi đội Taiwan sẽ không bay lại trước thời điểm loại biên dự kiến trước đó là tháng 12 năm 2024, khi chính phủ thúc đẩy việc tiếp nhận sớm phi đội trực thăng Black Hawk mới. Chiếc đầu tiên trong số 40 chiếc Black Hawk thay thế MRS-90 Taiban đã đến và đang bay ở Úc. Chúng tôi đang tập trung vào việc đưa chúng vào hoạt động trong thời gian sớm nhất, Bộ trưởng Mars nói. Vào hồi tháng Giêng, Úc cho biết sẽ mua 40 máy bay trực thăng quân sự Black Hawk do hãng Lockheed Martin sản xuất với giá ước tính khoảng 2,8 tỷ Úc Kim, tương đương 1,8 tỷ Mỹ Kim. Trực thăng Taipan được sản xuất bởi hãng NH Industry, trụ sở tại Pháp, do hãng Airbus của Pháp và Leonardo của Ý cùng kiểm soát. Đến nay, Úc đang có tổng cộng 47 chiếc Taipan. Chủ tịch Hạ viện của Nhật Bản là Hiroyuki Hosoda, từ chức vì lý do sức khỏe. Ngày hôm nay, hãng tin Kyodo đã dẫn các nguồn thảo tin cho biết, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản là Hiroyuki Hosoda, 79 tuổi, đã quyết định từ chức sau quá trình điều trị nhiều bệnh trong những tháng gần đây. Quyết định của nhà lập pháp kỳ cựu của Nhật Bản được đưa ra trước thềm của kỳ họp quốc hội bất thường của nước này dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 10 sắp tới. Hồi đầu tháng, ông Hosoda đã phải nhập viện để điều trị có liên quan đến mạch máu não và phải hủy tham dự hội nghị chủ tịch hạ viện của nhóm các nước công nghiệp phát triển tức là khối G7. Ông Hosoda nhậm chức chủ tịch hạ viện vào tháng 11 năm 2021. Trước đó, nhà lãnh đạo này đã từng giữ chức Tránh Văn phòng Nội các trong giai đoạn từ 2004 đến 2005 và Tổng thư ký của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền từ 2008 đến 2009. Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ chính thức ngừng hoạt động. Đại sứ quán Afghanistan ở Ấn Độ cho biết cơ quan này đã dừng mọi hoạt động từ ngày 29 tháng 9, sau khi đại sứ và các nhà ngoại giao cấp cao khác rời Ấn Độ đến các nước châu Âu và Mỹ xin tị nạn. Hiện có nhất năm nhà ngoại giao Afghanistan đã rời Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp quản khu phức hợp ngoại giao này. Chính quyền Taliban ở Afghanistan chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Ấn Độ không công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan và đóng cửa đại sứ quán của mình tại Kabul sau khi Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát vào năm 2021. Nhưng New Delhi cho phép đại sứ và nhân viên phái đoàn ngoại giao Afghanistan được bổ nhiệm dưới thời cựu tổng thống Ashraf Ghani tiếp tục cấp thị thực và giải quyết các vấn đề thương mại tại Ấn Độ. Đầu tháng này, hàng trăm sinh viên người Afghanistan theo học tại Ấn Độ đã tổ chức cuộc tuần hành ở New Delhi kêu gọi chính phủ Ấn Độ gia hạn lưu trú cho họ sau khi thị thực hết hạn. Khoảng cách giàu nghèo ở nước Úc ngày càng gia tăng. Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy, mặc dù là quốc gia phát triển trên thế giới, nhưng nước Úc vẫn còn quá nhiều người nghèo khó. Đặc biệt là khoảng cách giàu nghèo ở Úc đang gia tăng một cách đáng báo động. Trong đó những người có thu nhập thấp phải chịu gánh nặng nhiều nhất. Tổ chức Đối tác nghèo, đói và bất bình đẳng cùng với Trường Đại học New South Wales đã dân đưa ra một phúc trình cho thấy là từ năm 2003 đến 2022, có 5% giới siêu giàu đã tăng lên 86% tài sản của họ, và 20% người giàu nhất đã tăng 82%. Khoảng 20% những người có lợi tức trung bình với mức tăng 61% tài sản và 20% có mức thu nhập thấp nhất chỉ tăng được có 20% tài sản các tổ chức từ thiện đang kêu gọi chính phủ phản ứng khẩn cấp. Giám đốc điều hành Liên minh nghiên cứu trẻ em và thanh thiếu niên của Úc, bà Penny Dawkins cho rằng, trẻ em sinh ra ở trong các gia đình có thu nhập thấp sẽ có nhiều khả năng bị thất nghiệp, phạm tội và lập lại những gì mà cha mẹ của chúng đã trải qua. Bà cho rằng điều quan trọng đối với các chính sách của chính phủ là tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, thay vì làm trầm trọng thêm sự chia rẽ việc hỗ trợ tài chính cho các gia đình này là một bước thật sự quan trọng cần phải được xem xét. Miếng điện chỉ trích phim bom tấn Trung Quốc Miếng điện chỉ trích bộ phim bom tấn Trung Quốc No More Bad về đề tài buôn người và lừa đảo trực tuyến đã bôi nhọ hình ảnh nước này. Global New Light, tờ báo của chính quyền quân sự Miến Điện đưa tin, Tổng lãnh sự Miến Điện tại Nam Ninh, Trung Quốc đã phản ứng với các giới chức chính quyền tỉnh Quảng Tây về nội dung bộ phim No More Bad được quay và phát hành tại Trung Quốc. Câu chuyện trong phim liên quan tới Miếng Điện và có thông tin cho rằng, nhiều người Trung Quốc ngại đến Miếng Điện sau khi xem bộ phim này. No More Bet kể về một lập trình viên bị lừa sang một quốc gia Đông Nam Á và bị buộc tham gia đường dây lừa đảo trên mạng. Bộ phim không đề cập tên Miếng Điện, nhưng bối cảnh phim giống vùng phía Bắc của nước này. Đây cũng là khu vực Trung Quốc thường cảnh báo công dân về nguy cơ bị dụng dỗ hoặc lừa đảo vào các cơ sở chuyên thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng. Sau khi ra mắt hồi tháng 8, No More Best trở thành bộ phim ăn khách thứ ba ở Trung Quốc năm nay, thu về 3,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 521 triệu Mỹ Kim. Bộ phim cũng làm rộ lên các cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về rủi ro khi du lịch nước ngoài. Và vừa rồi là những bản tin Á Châu. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.